khi mà nhìn người khác chơi trong Oblivion á, nhìn người khác giải quyết hành động trong Oblivion mà cảm thấy thú vị thì anh không có đồng ý cái đó đâu. Tại vì á, thường là những cái hành động trong Oblivion nó khá là giống nhau á, cho nên nó mình cũng chả cần phải nhìn thằng đó làm gì kiểu vậy. Và anh nghĩ nếu mà nói về cái chuyện thú vị mà nhìn người ta làm action á, thì anh phải nói là cái trò mà quạt cái Willem Bird á. Cái anh đang nói trong cái khóa cặp Wedding Bird ấy, đó là sự giải trí. Còn cái thú vị trong em nói trong audience ấy, đó là cái unexpected. Một trò khác trong top 50 của em tên là audience. Audience ấy là một trò khá là nổi, nhưng với một cơ chế nó là back building. Mỗi người chơi sẽ được một cái túi và người chơi sẽ xây dựng cái engine của họ trên cái túi bằng cách là tuyển quân, và mỗi lượt người chơi sẽ bóc bài bóc lính của mình vào từ cái túi đó ra. Thì audience, cái bối cảnh của audience đó là như thế này, đó là người chơi sẽ phải trở thành là một trong những cái trader, những cái gọi là thương gia xuất sắc nhất của cái thành phố audience. Và để làm được điều đó thì họ phải đi tuyển quân, tuyển thêm người vào trong cái network của họ. Cái network ở đây đó là cái túi. Thời mỗi lượt thì người chơi sẽ bóc ra một nắm người, và cái số người nắm ra bóc ra đấy là tùy thuộc vào một cái track khác, số hiệp sĩ mà người chơi có. Về cái phần flow của cái game ấy thì cái flow nó diễn biến như sau. Đầu tiên trong lượt là cái event town, cái town sự kiện nó sẽ bắt đầu. Tiếp theo sau đó là người chơi, tất cả người chơi sẽ cùng track coi cái farmer track, cái track của nông dân ấy, ai nhiều nhất thì được tiền và ai ít nhất thì mất một tiền. Và sau đó là tất cả các người chơi sẽ cùng nhau thực hiện cái hành động của mình, đó là bóc ra từ trong cái túi một nắm những cái worker, những cái con với nhân vật của họ, và họ đã phim hành động. Sau đó là tất cả người chơi sẽ cùng cùng với nhau thực hiện hành động mà không ai tương tác gì hết. Rồi có nếu những cái người mà không sử dụng ấy thì họ có thể đặt nó vào trong cái khu market, trong cái khu chờ để chờ những lượt sau. Còn sau đó thì từ theo thứ tự kim đồng hồ, mỗi người chơi lần lượt giải quyết cái hành động của mình. Và cuối cùng là cái bước gần cuối trong cái khi mà tất cả người chơi đi quyết cái hành động của mình xong rồi đấy, thì tới đó sẽ bắt đầu vô cái event, tức là giải quyết cái sự kiện. Sau đó thì người bên tay trái của người xuất phát đầu sẽ được chơi được. Thì đó là cái bối cảnh sơ lược về game. Thì cái tính điểm end game ấy, đó là ngoài trong quá trình chơi người chơi sẽ thu thập hàng hóa, mỗi cái hàng hóa nó sẽ có giá trị khác nhau, và tiền tính là một điểm ở cuối game. Ngoài ra ấy, là nó có một cái gọi là cái technology track. Cái technology track này là cái multiplier, có nghĩa là sao, có nghĩa là cuối game người chơi sẽ lấy cái số station, số trạm chuyển đổi hàng hóa cộng với lại số citizen mà người chơi thu thập được trong game. Nhưng với cái multiplier thì đầu tiên cái mà em thích nhất đó là cái development points. Cái game này nó đưa một cái development point rất là hay đối với em là vậy. Trong quá trình chơi ấy, người chơi sẽ phải, thay vì thu thập điểm không, người chơi còn phải tập trung phát triển cái development, cái score, cái technology đó để được lên cái point, để được nhiều hơn cái point mà họ đang muốn. Có nghĩa là họ không nhất thiết phải có nhiều cái citizen hoặc là nhiều cái station, mà họ có thể dựa phụ thuộc vào cái multiplier của họ. Nhưng mà same time ấy, đó là nhiều lúc người chơi có một cuộc đua giữa người chơi với nhau nữa. Đó là khi mà người chơi là người đầu tiên đi tới một số vị trí trên cái track của họ thì họ sẽ được cái citizen town. Thì cái điều này nó vô tình nó đẩy ra một cái game, nó là một hidden race giữa người chơi với nhau. Tức là ai mà tập trung đi vào cái khai thác cái con này nhiều nhất thì họ sẽ có được những cái lợi thế là citizen town, hoặc là những cái lợi thế khác được. Thì cái này cũng là một dạng development point, đó là những cái điểm nó sẽ liên tục phát triển cho người chơi.
Một cái nữa mà em khá là thích ở cái game này đó là nó không cho người chơi exploit, nó không cho người chơi gọi là khai thác một cách lợi Khai dụng. thác đúng rồi đó. Má mà nghe nghe xem nó lên cái gì. Anyway, nó không cho người chơi khai thác một cách tiêu cực một cái À, lợi dụng. nó không cho người chơi lợi dụng một cái strategy, nó không cho người chơi lợi dụng một cái chiến thuật chiến lược nào đó cụ thể, tại vì in the end ấy tất cả nó đều quay về cái việc là độ may rủi trong cái cách bóc cái con đó ra, trong cái bóc được cái con nào ra thì thực hiện hành động một cái lượt đó thôi. Cái có rất là nhiều cái ý kiến tiêu cực về cái game này, đó là một trong những cái ý kiến mà em thấy, đó là em đồng ý là game nó hoàn toàn hầu như là không có tương tác nhiều giữa các người chơi với nhau, tại vì các người chơi sẽ liên tục thực hiện hành động cùng một lúc, và cái tương tác chủ yếu đó là cái race race coi ai cao tới được những cái track trước hoặc là ai xả được hàng trước. Thì cái xả hàng này là có một cái khu vực trên cái bản khu vực trên trò chơi ấy, là người chơi được quyền đem những cái lính của mình đặt vào trong cái hole. Thì trong cái hole này tùy vào cái vị trí mà người chơi đặt quân thì người chơi sẽ được một số bonus nhất định. Nếu mà người chơi là người cuối cùng đặt trên cái track đó thì người chơi được luôn cái bonus của cái track. Thì cái cách này là một trong những cái cách mà để người chơi làm, người chơi xóa bỏ, người chơi thinner ấy, là làm mỏng lại cái lineup của mình các bác. Thì cái cơ chế đó, cái đó là cái duy nhất trong cái all-in để giúp người chơi loại bỏ được những cái con trong họ mà họ thấy không cần sử dụng được nữa. Thì cái đó là hầu như là điểm tương tác mạnh nhất. Cái điểm tương tác mạnh thứ hai ấy, đó là người chơi travel trên cái bản đồ để lấy hàng hóa. Cái này nó cũng là một dạng race ID travel được, thì lấy được hàng hóa cần thiết mắc hơn, tốn tiền hơn. Nhưng mà em đồng ý đó là cái game này điểm tương tác nó hơi yếu. Một cái tương tác, một cái điểm khác hơi yếu của cái game này đó chính là cái setup. Cái setup của game khá là rườm rà và phức tạp. Nhưng mà cái dọn dẹp ấy thì là nhanh. Nhưng mà đó là những cái quan điểm của game về Nhân trước hay anh trước? anh chơi game này, em là game em thích lắm nên là em đang phải bới sâu tìm vết để nghĩ em nghĩ nói cái gì. Ok, anh trước Nó nha. đã thích Đã. em còn nói ra những cái ý mà em thấy nó tiêu cực sẵn luôn rồi thì đâu có gì Thằng đáng. Đăng giống như là nó tự nói, nó muốn kết thúc câu chuyện luôn, không không để ai chê. Thúc câu chuyện qua chỗ khác luôn. Chính xác. Đã. Cái game này á, nó là một cái game mà cực kỳ nhiều duyên nợ với anh luôn á. Tức là anh cũng rất là thích nó ban đầu, do thứ nhất là cái artwork nó rất là đẹp nè, rất là hợp với anh. Thứ hai là cái kiểu mà anh cũng giống như Đăng ấy, anh thích giống như là may rủi, nhưng mà may rủi kiểu một phần ấy, một phần may rủi một phần kiểm soát ấy, vừa kiểm soát vừa may rủi ấy, kiểu nó cảm giác rất là đã. Sao? Cái thứ hai nữa là cái cách mà nó chạy điểm, chạy những cái track này nọ rất là hay. Và những cái khuyết điểm mà Đăng nói đối với anh nó cũng không phải là khuyết điểm gì đâu, nó cũng được. Tức là cái chuyện mà mỗi người tự chơi đó, thì đối với anh là nhiều game nó cũng thế mà, nhưng mà quan trọng nó có làm nó hay hay không thôi. Nhưng mà bây giờ anh nói về điểm anh thích trước đi. Tức là cái game này đó, nó có một cái rất thích nữa là nó có hai cái expansion anh rất là thích. Đó là cái thằng Invasion, nó làm cái game thành game co-op luôn, mà co-op hay nữa chứ không phải là cực hay luôn á. Anh ghiền chơi cái co-op dã man. Và cái thứ hai nữa là nó ra cái Intrigue và cái gì á, cái expansion cuối cùng của nó, Intrigue và cái gì ta, Trading in Trading và Intrigue á, để nó vá lại cái khuyết điểm của cái game là cái chỗ mà mọi người vào hội đồng lên lên chỗ này chỗ kia cái kiểu ấy. Thì nó vá là cái chỗ đấy. Nhưng mà cái game này á, nó có hai cái khuyết điểm. Cái game này này hồi lúc đầu anh chơi, cái anh rất là thích cái ý tưởng của nó, anh mua về anh chơi, xong rồi anh bị hai khuyết điểm đấy, xong rồi anh bán, sau đó là anh qua Úc.
cái vô tình có thằng kia bán cái bộ mà Collector Edition ấy, bộ Deluxe ấy. Anh có mua, mua xong rồi mua lại full X luôn, lại chơi, lại bán tiếp. Tại game này ấy, nó có hai cái mức điểm mà anh không thể nào chịu đựng nổi của game này. Đó là khi mà mọi người mà đặt xong rồi đấy, thì mọi người bắt đầu tự giải quyết hành động của mình đúng không? Đúng. Thì nó nảy sinh ra một cái chuyện rất là hài đó, đó là thí dụ như mà người này làm xong rồi tới người kia làm đó, thì nó rất là lâu. Đúng. Nhưng mà nếu mà cả hai người đều làm đó, thì không ai kiểm soát được ai đó. Thì bây giờ mình không nói tới chuyện ăn gian đi, nhưng mà kiểu giống như nó cũng dễ lộn ấy. Nhiều lúc lộn chả biết lộn chỗ nào luôn á. Thằng kia là tức là lộn mà cả hai thằng đều không biết. Đó, ý là chơi hai người nha, chơi ba người nó còn loạn nữa. Tức là mỗi người tự tự làm, tức là thằng kia làm nó nói gì thì mình cũng chỉ biết đấy thôi, chứ mình cũng chả biết đang làm cái khỉ gì, tại mình đang bận lo làm chuyện của mình mà. Và anh nghĩ là game là chơi bốn người thôi, khỏi khỏi kiểm soát luôn, khỏi nhìn luôn, ai tự làm cái đó luôn. Đó là cái nhất, là cái điểm mình không thể nào chịu đựng được cái game này. Cái điểm thứ hai á là nếu mà nói về bộ base không á, thì cái chỗ mà mình đặt để mình chui vào trong hội đồng làng để làm cái này làm cái kia thì nó hơi chán, nó không có cái, nó không có dynamic gì hết, nó rất là bland á, rất là chỗ nó chán ngòm mà. Và ngay cả cái chỗ mà đi thành phố này nọ, anh nhớ là hình như là qua expansion thì nó sẽ cho thêm cái contract đúng không, để nó Ok làm ạ. cho mọi chuyện nó vui hơn. Anh nhớ là nó cho thêm contract nữa, tức là qua expansion 3 hay sao, expansion cuối á, nó có cho thêm cái contract để fix lại cái chỗ đấy nữa. Và cái cuối cùng á là một cái anh không có, anh cảm thấy nó rất là khó cho người mới chơi á, đó là mỗi lần mà mình muốn xây cái nhà đời 1, đời 2 gì đó thì mình sẽ bóc một đống nhà để mình lựa. Thì những người mới biết chơi họ biết gì đâu lựa. Đúng. Đúng không? Làm sao mà biết mà lựa ra cái này cái kia rồi chơi cái bộ kiểu lựa toàn lựa đại, tại nó có một cái tình huống rất là hài kiểu này nè. Giống như mình ngồi lựa lâu quá thì mấy thằng khác chửi mình. Mà mình lựa nhanh quá thì mình lại cảm thấy nó sao sao nó không đúng với mình lắm, kiểu thế. Thì nó rất là nó tình huống rất là xì lì, hiểu không, rất là kiểu không biết phải làm như thế nào. Tức là hai cái đó anh, mà thậm chí Oligon anh chơi tới lần thứ 4 tới 5 rồi mà anh chọn nhà để anh build á, anh vẫn cảm thấy nó sao sao á, nó cũng không được thoải mái lắm kiểu vậy, cứ phải ngồi lựa 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 trong khi người khác chờ mình ấy. Thì hai cái đấy là hai cái khuyết điểm mà anh không thể chịu được của trò này đấy. Thì anh chỉ có vấn đề nó về hai chỗ đó thôi. À, hai cái khuyết điểm đó em đồng ý, tại vì đối với em hai cái đó cũng là một khuyết, cũng là hai khuyết điểm mà nãy em tính nói tiếp mà sợ nói hết mọi ý mọi người thì em để lại không nói. Ừ, mình nói hết luôn đi rồi khỏi ai bình luận gì hết. Đi luôn qua cái mới luôn. Đó, cái khuyết điểm mà đầu tiên anh nói là cái việc mà phải chờ, phải chờ người khác thực hiện cái hành động xong ấy, nó tạo ra một cái gọi là cái robotic feeling, tức là cả làng cùng ngồi chờ một người làm, cái xong cái lại phải ngồi chờ người tiếp theo làm, ngồi chờ người tiếp theo làm, thì cái đó ấy, nó thứ nhất là nó tạo cái game ấy, nó drag cái thời gian của cái game ra một cách không cần thiết, tại vì nhiều downtime quá mà. Nhưng mà cái đó đối với em là khuyết điểm, nhưng đối với em cũng là một cái mà làm em rất là thú vị, làm em rất là thích, ấn tượng thì chưa tới mức nhưng mà làm nó thích, đó là cái sự hồi hộp trong lúc chờ cái thằng đó coi nó sẽ làm những cái event gì, nó có những cái lính đó rồi mình lúc thì anh plan lên cái bảng của anh, plan lên cái tập lô của anh, em plan là anh sẽ đi xuống phía nam, anh sẽ lấy thêm rượu, anh sẽ đi lấy thêm phô mai, và anh sẽ mua thêm, anh sẽ đi xuống cái con sông lấy thêm sưa, vân vân. Hoặc là anh gửi hai cái thằng, anh thì gửi một cái thằng Mon và anh gửi một cái thằng scholar, thằng học giả vào trong cái hall, và anh mục đích là anh sẽ làm được hai cái này, tức là nó có rất là nhiều cái mà anh đã làm, anh plan hết rồi, cái xong đùng một phát cái lúc anh ngẩng đầu lên nhìn thằng khác, có cái thằng khác nó đi trước, còn cái cô gái khác đi trước, họ làm y chang những cái họ đang làm, họ định làm với anh, thì cái sự một cái độ mà hồi hộp, cái độ mà ngạc nhiên ấy, nó kiểu
mình đã tính tới cái mức này rồi mà tự nhiên có thằng khác vô tình nó cùng nghĩ chung với mình. Thành ra là sau khi những cái tương cái gián tiếp như vậy, cái em cái này đối với em ấy nó không quá gọi là tương tác quá mạnh, nhưng em thấy em rất là thích cái cảm giác khi mà mình làm xong đó rồi và mình phải hồi hộp mình xem người ta có làm những cái mà mình đang làm hay không, hoặc là người ta có thực sự là có muốn đánh nhau với mình hay không, hay là có một cái mình có arch enemy ấy, mình có một cái thằng nào đang muốn hoặc là nó đánh nhau triệt để với mình, đối đầu với mình, đối kháng triệt để với mình hay không. Thì em thích cái cảm giác mà là chờ người ta review coi họ sẽ làm gì. Nó cũng là một trong những lý do mà tại sao mà em rất là thích cái cơ chế program movement giống như trò Robo Rally hoặc là mấy cái trò gần đây em thích như là Matrix Mohills. Tức là anh plan cho lắm vào nhưng mà những cái độ ngẫu nhiên hoặc là những cái biến hoặc là những người chơi khác nó ảnh hưởng tới cái plan của anh rất là nhiều. Nó không đơn thuần là một cái puzzle mà anh tối ưu hóa đầu ra đầu vào nữa, nó không phải là puzzle mà anh giải có anh làm anh lắp được bao nhiêu miếng Tetris, anh giải được bao nhiêu miếng Tetris để được phần thưởng nữa, mà là nó là cái độ ngẫu nhiên từ trong cái bát và cái độ ngẫu nhiên từ trong cái cách tương tác, những cái hành động, sự lựa chọn hành động của người chơi với nhau. Thì em đồng ý đó khuyết điểm, nhưng mà em một phần em lại thấy em lại thích cái cảm giác đó. Cái thứ hai ấy, đó là cái anh nói đúng chủ ngữ của em luôn, là em rất bực mình cái con merchant, kiểu cái con nó quá vô duyên trong cái việc mà ngồi lựa chọn mấy cái tile, cái new tile đời một đời hai ấy, kiểu mất quá mất thời gian. Thì em không em nghĩ cái này ấy là cái ông tác giả ấy, ông chắc là ông hết ý tưởng hay sao ông làm cái quả này, em hơi khó hiểu thật. Tại vì trong lượng mà chẳng hạn như một đám thằng mà cùng nhau mua merchant, cái là cả đám nha cùng ngồi chọn 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 chọn, cái ổng có sửa là cái luật cho experience, ông Sorensen ấy ổng có sửa cái luật cho experience, đó là nếu mà chơi game hai người thì mỗi người được bỏ hai cái tile đời một hoặc đời hai ra, nếu mà chơi game nhiều hơn hai người thì mỗi người sẽ bỏ một cái tile ra. Thì nhưng mà cái vấn đề là nó có quá nhiều tile, bỏ tối đa là bốn cái tile, ba bốn tile nó vẫn không giải quyết được cái downtime cho cái game. Thì cái khúc này thì em không biết bình luận sao, em không biết bên vực sao đó. Thì em trong cái đối với em ấy, em phải dùng cái house rule, đó là bóc một cái ngẫu nhiên, cái tile ngẫu nhiên ra. Nhưng mà khổ một cái house rule của em ấy nó lại không hay, đó là khi mà bóc một cái tile ngẫu nhiên hoặc là bóc 3 chọn 1 vân vân thì nó lại không đúng được cái ý của tác giả, là tác giả muốn người chơi có một cái engine, đó là họ lấy một cái city ra và cái city nó phù hợp với những cái worker mà họ chọn trong cái bát, họ đã build trong cái bát đó lên, nên cái nó hơi bị limbo với em, nó bị hơi bị nó không có rõ ràng rành mạch đi, nên cái khúc đó là cái khúc mà em thấy dở nhất trong audience, là cái con merchant chọn cái city, nên thành ra là em không có nhiều cái cách để defend cái khúc này lắm. Ngoài việc là em thấy được cái ý đồ của tác giả nhưng mà em không biết cách nào để khắc phục được cái downtime như vậy. Thật ra là cái chỗ mà em nói á, là khi mà nhìn người khác chơi trong Orleans á, nhìn người khác giải quyết hành động trong Orleans mà cảm thấy thú vị thì anh không có đồng ý cái đó đâu. Tại vì á, thường là những cái hành động trong Orleans nó khá là giống nhau á, cho nên nó mình cũng chả cần phải nhìn thằng đó làm gì kiểu vậy. Tức là nó còn có một cái khó chịu này nữa nè, tức là mọi người thí dụ như mà muốn giống như tiết kiệm thời gian á, mọi người cùng chơi cùng lúc á, thì nó lại bị dính vô cái trò nó là trong một liền đó, nó có nhiều cái action đó, không liên quan nhau nhưng mà nó lại có những action liên quan nhau, hiểu không? Giống như lá hồi muốn đi đó, phải hỏi ủa có thằng nào đi trước tao không kiểu vậy, mấy kia nó ủa đi đi trước thì đi đâu kiểu vậy, nó gây ra một sự lộn xộn đó. Và anh nghĩ nếu mà nói về cái chuyện thú vị mà nhìn người ta làm action đó, thì anh phải nói là cái trò mà quạt cái Willem Bớt đó, là cái trò đó là thực sự là coi người ta mà làm nổ nổ cái vại đó cực kỳ thú vị luôn, anh ngồi coi cả ngày cũng được.
kiểu là nhưng mà Oblivion nó không có được cái sự thú vị đó, không có được cái sự hồi hộp đó, tại vì action mọi người giống nhau mà, cũng là bỏ con này vào để đi cái kia thôi, nó cũng chả cái gì bùng nổ. Còn cái thứ hai á, thì giống như Đăng nói á, là ý tưởng của tác giả này á, là giống như ông muốn cho người chơi có sự giống như là tự do tuyệt đối luôn, là có thể lựa hết tất cả thai, không cần phải giống như là chỉ thấy một số mà chọn một số, tức là ông muốn là tự do tuyệt đối luôn. Nhưng mà ông quên mất là cái ý tưởng của ông nghe thì hay đó, nhưng mà ông apply không được. Thì anh nghĩ giống như là cái này nó là cái sự khác biệt giữa superstar designer với lại good designer, tức là những người mà designer kiểu mà superstar giống như là Stephen Fell hoặc là Uwe hoặc là mấy cái ông Kramer cái kiểu đó, thì khi mà họ nghĩ ra một cái gì đó và cái họ làm á, nó rất là giống nhau. Nhưng mà những cái ông sau này á, mới nổi á, thì nhiều cái họ nghĩ như vậy, nhưng mà cái họ làm á, nó là trên với cái họ nghĩ rất là nhiều. Cái ý đầu tiên á, em hơi phải cao tờ một tí. Cái thú vị ở đây không phải là cái entertainment. Cái anh đang nói trong cái khóa cặp Wedding Bird ấy, đó là sự giải trí, entertaining. Là khi anh rất là cái cách mà anh ngồi coi người ta hát cái bị nổ cái vải không ấy, đó là entertainment. Đó là coi là ồ cái thằng đó giờ ngồi đặt cọc coi ồ nó có bóp thêm cái lá nào, cái bóp thêm cái ingredient nào lên. Còn cái thú vị trong em nói trong audience ấy, đó là cái unexpected. Đó là một cái gì đó nó unexpectation. Đúng là người chơi họ sẽ làm những cái hành động như nhau, nhưng mà cái vấn đề là ví dụ như cái hành động di chuyển trên bản đồ đi, anh thấy nó di chuyển, anh cũng đi trên bản đồ và anh thấy nó cũng di chuyển trên bản đồ, và lúc đó anh sẽ panic, là như em sẽ panic là mặt chết rồi, không biết nó có di chuyển tới cái chỗ mà em nghĩ nó đang di chuyển không. Đó là anh hy vọng là nó không làm những cái mà anh sẽ làm, hoặc là anh hy vọng là những cái lúc mà anh hy vọng lúc mình làm những cái action ấy, những cái action nó carry out ấy, nó được thực hiện ấy, là nó không trúng với những cái hoạt động của anh. Tức là anh hy vọng là những cái đó nó không tương tác với nhau. Còn như em nói, cái Quack Greenberg đó là entertainment rồi, là cái khác nữa. Nó giống như cái trò gần đây là Wonderland War ấy, là hai thằng đi đánh nhau, và cái thằng thứ ba ngồi ngắm hai thằng nó bóc cái chip từ trong cái bát của họ ra. Thì đó là một dạng entertainment, chứ không phải là một dạng expectation. Cái tác giả, ý tác giả thì em đồng ý. Đối với em ấy, thì cái con Alien này ấy, nó giống như là một dạng sao nhỉ? One Hit Wonder của ông Stockhausen. Stockhausen. Right, Stockhausen, yeah. Tại vì nó thẳng ra thì những cái con game khác ấy, có một con game khá là nổi khác là Bohemian gì đó, Bohemian Village. Con đó cũng khá nổi. Một con nữa là Altiplano. Cái điểm hơi buồn ấy là con Altiplano nó như là một cái bản làm lại của Alien, cái cảm giác chơi nó tương tự như vậy. Nên thành ra đối với em cái Alien là, nên đó là sao mà em nghĩ Stockhausen ấy nó không bước vào được cái hồ phim vô đền của những huyền thoại như là Kniza hoặc là Urzenberg hoặc là Stephen Fell là vậy. Thì em đồng ý với ý kiến của anh, cái cách mà ổng execute cái action ấy nó không được elegant, không được tinh tế lắm. Ok, nhân đi kìa. Khó thật. Thôi rồi, bây giờ thôi nhân ơi, anh gợi ý cho em nè. Em thích trò này đúng không? Đúng không? Thích. Mà cái vấn đề ở đây á, không phải là mình nói để mình ghét nó. Vấn đề á, là tại sao em thích nó mà nó không được vào top 50 của em. Là có lý do chứ đúng không? Lý do là em nhìn thấy top 50 đang rồi nên không đưa vào top 50 của em nữa. Làm gì có chuyện đó, mình chọn top 50 riêng mà. Thôi bây giờ để em nói về hai cái lúc đấy có hai điểm mà anh với cả đang nói nhiều ấy. Thêm nó từ cái thứ hai từ dưới lên là cái ý Rainer Stockhausen là triển khai cái ý đồ bốc cái thẻ, bốc cái engine
nó fit lì, nghĩa là nó không được ăn nhập với cái back building của ông ý ở trong cái Orleans, và đấy là lý do ông ấy không thể trở thành designer superstar hay là Hall of Fame gì cả. Thì thứ nhất là Rainer Stockhausen là phải thôi, cái này thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà đối với em thì là một trong những tác giả em thấy là xuất sắc nhất qua cái con Orleans này. Bởi vì sao? Bởi vì là cái cơ chế của nó thì nó quá là xuất sắc, đặc biệt là khi xét những cái yếu tố là nó làm rõ được cái khác biệt giữa là cái back building với cả deck building, thì con này là con thực sự xuất sắc. Một cái này thì khi nào mà có điều kiện thì em sẽ nói cụ thể hơn, nhưng mà đây là một con game mà thuần túy về deck building, còn nó không hề lẫn lộn về cái yếu tố hoặc như là một số con mà nhìn thấy là nó cũng giống giống với deck building hay gì cả, thì con này là hoặc là không giống. Cái thứ ok, và cái việc mà tại sao là lại phải cho người ta xem tất cả các cái type như thế mà không thể làm drafting được, tại sao lại như thế? Bởi vì là cái này thực ra là nó thống nhất với cả cái cách mà Stockhausen xử lý các cái chip mà người chơi draw từ cái deck của họ ra. Cái cho Orleans, khi mà làm một game deck building ấy, cái điều khác biệt của nó với cả một game deck building ấy là trong deck building ấy thì bởi vì là mình nhìn thấy mình có trồng discard pile và mình có deck, thế nên là eventually là mình sẽ access được, mình sẽ truy cập được đến toàn bộ các cái lá bài mình đã mua, đúng không nào? Còn trong deck building ấy, bởi vì là nó thống hết một túi, nó shuffle lên và lại rút ra, thế nên là không có gì đảm bảo rằng là mình sẽ được truy cập đến toàn bộ các cái tile mình đã, các cái chip mình đã mua cả. Chính xác. Thế thì cái ý tưởng của cái việc là người chơi phải chọn cái tile, cái mình gọi chả nhớ là cái gì, nó gọi hay gọi là cái engine phù hợp, nó không chỉ là cái cách mà để người ta tạo ra cái engine để ghi nhiều điểm có thể, mà đôi lúc nó còn là cái chỗ để nó chứa các cái chip đấy nữa. Và trong Orleans ấy thì cái yếu tố rằng là chứa cái chip đấy ở đâu nó quan trọng không kém việc là dùng cái chip đấy như thế nào. Thế nên là buộc phải thiết kế như vậy thôi, buộc phải thiết kế là để người chơi là chọn được cái đống đấy. Tuy nhiên thì có một điểm là buộc phải thừa nhận rằng là cái game này ấy, nếu không đưa yếu tố mà turn order vào ấy thì nó sẽ tệ. Tại sao lại nói nó tệ? Thực ra là chỉ khi đến một trình độ người chơi nhất định thì mình mới nhận ra được cái điều ấy thôi. Đó là khi các hành động thì tốt nhất là nên có thứ tự. Ví dụ một thằng làm trước hết, rồi những người khác thì ngồi đợi đó, xong rồi mới xem để mới làm. Hình như là trong luật của Orleans là không có cái đoạn đấy. Đấy là cái điểm mà tác giả thiếu sót. Cái thừa nhận. Có, Thì trong luật có. anh mua Orleans bản Revised Edition à? Trong luật đó là nó nói là một á, là có thể chơi trước sau là đó, cái đó đúng nhất, nhưng mà cũng có thể chơi những hành động mà không liên quan nhau, có thể chơi cùng lúc. Lúc em chơi thì em nhớ em đọc luật thì nó lại có thể lại đọc thiếu, nhưng mà đấy em tức là đối với em thì cái ý đấy là nó tốt nhất là nó thống nhất thôi, là nên chơi trước sau chứ còn không nên để lộn xộn như thế. Ok, nói đấy là cái ý mà liên quan đến cái việc là cái tile của engine nó rút ra thì nó như nào. Rồi bây giờ nói đến những cái điểm mà em thấy là không thích vào cái trò Orleans này nhá. Thứ nhất là Orleans là một game mà có cái thời gian chết quá nhiều. Cái hai mọi người nói hết rồi, không cần nói thêm nữa. Thì cái ý mà đang nói thì cũng nhất trí thôi, đã giải thích đúng rồi. Orleans thì không thể nào xử lý được cái vấn đề là cái AP cũng như là vấn đề về thời gian chết cả. Một cái điểm không hay thứ hai của Orleans ấy là cái sự cần thiết của cái bản mở rộng số 3, Chase and Intrigue. Chase and Intrigue là một cái bản mở rộng mà cho phép mà tạo ra người chơi thêm nhiều cách để ghi điểm hơn, mở ra thêm lựa chọn đối với chip. Tuy nhiên trong Chase and Intrigue thì những việc đấy cũng đồng nghĩa dẫn đến việc là tạo ra Runaway Leader. Không biết là mọi người có gặp trải nghiệm đấy chưa, nhưng mà đại để thì em có chơi Orleans với Intrigue với cả một số nhóm mới
thì cái khái niệm đấy nó khá là rõ ràng, tức là về cơ bản là khi anh đã mạnh anh thắng thì không ai cản anh được nữa, kiểu gì cũng thắng rồi, runaway leader. Nó khá là rõ về cái bản mở rộng là trade and intrigue. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là cái game này nó không có tương tác người chơi với người chơi, Đúng. không có tí tương tác nào cả. Vấn đề thứ tư là bởi vì là nó là một game bug building nhưng mà lại từ nhiều AP, nên nếu là khi mà chúng ta lựa chọn game để chơi ấy, thì thường là nếu mà thích chơi bug building thì mình sẽ chơi là Quest ở Quedlinburg. Nếu mình thích cái yếu tố nếu thích bug building thì chơi Quest ở Quedlinburg. Nếu mà thích yếu tố lập trình programming thì có thể chơi là chơi Co-Express hoặc là Robo Rally. Chứ còn không ai đi chọn ngồi khoảng 2 tiếng hoặc là 2 tiếng rưỡi để chơi 4 người cái game Orleans cả. Hết rồi. Thì mặc dù là em là sưu tầm không chỉ expansion mà cả promo của cái trò này luôn, nhưng mà cũng phải nói rằng là trò này mà rủ người ta chơi thì cũng khá là ngại. Thật ra anh có một cái không đồng ý nhân ở chỗ là cái expansion intrigue và trade ấy. Đối với anh là cái expansion đó nó làm tăng cái tính tương tác của người chơi trong game á. Giống như cái intrigue đó, nó có thể cho mình bắt cóc con game người khác hoặc Rồi. là cái gì đó tống bắt cóc tống tiền gì đó rồi làm ba trò bậy bạ sau lưng người ta. Còn cái trade thì nó là đẩy mạnh cái chuyện mà trade đồ giao thương buôn bán hơn, thì thứ nhất là làm cho cái game nó thêm tích hơn, thứ hai là nó giống như anh nói là nó vá cái khuyết điểm của cái game, là một trong khuyết điểm to của base game là cái chỗ mà hội đồng ấy. Cái chỗ đó trời nó chán chán siêu chán đó, thì nó vá cái chỗ đó thật á. Anh chơi Auckland á, anh không, nếu mà anh chơi Auckland với tụi em nha, thì anh sẽ bắt buộc anh phải chơi với lại cái expansion thứ ba, expansion Intrigue, không anh khỏi chơi luôn. Nhưng mà thì giống như là mọi người cũng nói là anh cảm nhận ấy, cái game này nó nhiều điểm nó rất là hay luôn á. Giống như là cái ông tác giả này á, cái cách ông làm cái backbuilding giống như Nhân nói nó hoàn toàn khác biệt, tức là mình cảm nhận là đây là một cơ chế khác biệt, chứ nó không phải là giống như là một cái dạng khác của cái trò backbuilding, nhưng mà cố ý làm cho như bình mới rượu cũ, không phải như vậy. Và cái cách ông xây dựng cái game, cấu trúc game nó cũng hay nữa cơ. Và cái mà anh nói là cái ghét á, là cái mà mọi người phải chọn á, thì một mặt rồi nó cũng hay nữa. Giống như là mỗi người sẽ có cái chỗ đặt riêng của mình, và nó cũng là có một cái theme gì đó, giống như là đi làm ra dầu ô liu hay là cái kiểu của nợ gì, nó làm ra rượu cái kiểu gì đó. Nhưng mà nó lại là những cái hay của nó là đi kèm với những cái cực kỳ khó chịu. Giống như là anh cũng rất đồng ý cái trò này, nếu mà chơi đúng đó nha, chơi mà đúng nhất là phải có thứ tự thì nó là đúng nhất. Nhưng mà nếu mà mình chơi đúng nhất á, thì nó lại quá mất thời gian. Cái kiểu như thế. Giống như là nó giống như là mình ăn cơm bị cắn sạn hoài. Khó chịu dã man. Anh nói giống như là tình cảm của anh dành cho Auckland giống như là Chu Chỉ Nhược với lại Trương Du Kỵ vậy đó. Tức là rất là vừa yêu vừa hận thôi, nhưng mà cuối cùng là hận nhiều hơn yêu kiểu vậy. Nên là bán nó luôn rồi. Có một cái em hơi không đồng ý với cái analogy của anh Quang ấy, đó là ăn cơm mà cắn sạn nhiều quá ấy, thì cái đó là Bora Bora của em. Đó là cái flow bị disrupt liên tục. Còn cái này là downtime, là kiểu anh ăn cơm mà anh chờ người khác, anh phải để gấp được đồ ăn ấy, anh phải chờ người khác gấp xong rồi anh mới được gấp ấy, thì mới, cái đó mới là audience. Còn cắn sạn là Bora. Cái này là giống kiểu đi ăn cơm bàn xoay á, thằng Đúng nào nó rồi. cứ để cái đĩa thịt trước mặt nó ăn mãi ấy. Cái vấn đề sạn ở đây á, anh không phải nói là cái lúc đang chơi, nhưng mà ý anh nói là cái giống như là những cái thành phần trong game á, cái khuyết điểm và ưu điểm của nó, thì cái khuyết điểm của nó hơi to quá, Yeah, em đồng nó ý, làm nhưng cản mà trở cái sự cảm nhận của mình với cái game. cái đồng ý cái một cái em đồng ý với anh Quang ấy là cái trade and trick. Em chơi với người chơi mới em sẽ không bao giờ sử dụng trade and trick, nhưng mà chơi với những experience ấy thì những cái trade and trick nó tăng cái độ tương tác cao rất là nhiều. Nên mà nếu mà đã chơi experience với nhau ấy
thì cái runaway leader nó sẽ không là một cái problem, nó không là một cái vấn đề nữa, tại vì cả làng đều biết chơi với nhau rồi. Mà anh làm mà nên là thành ra em cũng đồng tình với kiến quan quan, nếu mà em chơi với anh và Nhân thì em chắc chắn sẽ chơi cái training trick expansion. Nãy cái ý thứ tư Nhân nói là gì Nhân nhỉ? Ghi chữ nốt là ghi Nhân không thích mà ghi quên mất ghi là ni nốt ý gì à, tại thứ tư ấy là cái game này là nó không hấp dẫn từ tất cả các góc độ, tự ý là nó không phải là best option của mọi cái khía cạnh của nó. Best option, đúng rồi. Cái này là cái tâm đắc nhất của Nhân luôn. Nhưng mà cái ví dụ mà Nhân nói về cái back building ấy, đem vào cho dùng khóa cặp phân bird ấy, thì mình hơi không thích lắm. Tại vì nếu mà back building mà nhìn khía cạnh của khóa cặp phân bird ấy, thì nó cũng không có tương tác gì nhiều giữa các người chơi với nhau. Tại vì khóa cặp phân bird thực chất là mỗi người chơi build cái bài của họ, và cái tương tác mà cái chip duy nhất mà tạo ra tương tác giữa các người chơi với nhau là cái chip màu đen, là lúc đó là phụ thuộc vào những cái người chơi khác. Còn lại một cái tương tác khác ấy là cái con chuột, là nó là một dạng cái chip mechanism, nên nó cũng là có tương tác đấy, nhưng mà cũng không mạnh. Nên thành ra nếu mà chơi cái trò mà back building thì mình vẫn, nếu mà để thuần về cái cơ chế back building ấy, thì có khi thì đồng ý là cái Quantum Bird và Alien nó sẽ là 8 lạng nửa cân. Nhưng mà nếu mà so sánh nó về cái độ tương tác ấy, thì mình không nghĩ Quantum Bird thắng được Alien trong cái độ tương tác trong cái back building này. Còn cái ý còn lại là nếu mà program function, cái đó thì đồng ý, tại vì cái Alien ấy nó không có khỏe về cái program movement nhiều như hai cái con kia. Nó cái program nó chỉ là một trong những cái gọi là cái gia vị của cái game thôi, chứ không phải là một cái món chính mà cái game nó trình bày lên. Tức là mình plan out như vậy, tại vì sao nó là một cái gia vị của cái game, tại vì một cái điểm đặc biệt trong cái program movement ấy, đó là điều mình làm, những cái mà mình plan để làm, những cái keyword, những cái stack action mình làm ấy, nó hoàn toàn có thể bị nullify, có thể là hoàn toàn bị vứt bỏ nếu như mà cái tình thế đó nó không cho phép. Còn trong audience ấy, nó không phải là nó không hoàn toàn là program movement, tại vì người khác họ vẫn có thể chặn được mình, nhưng mặc dù người khác chặn được mình, nhưng mình vẫn có thể làm được những cái action đó nếu muốn. Nhưng mà đồng, nếu mà đồng ý với Đăng á, là so sánh Orlean với lại cái mấy cái mà lập trình á, thì nó hơi khập khiễng, tại vì cái Orlean nó cũng không gọi lập trình á. Đó đúng rồi, nhưng mà anh nghĩ là so sánh cái backbuilding với lại thằng Quackwinbet á, là thật ra nó chỉ là cái sự khác nhau về cái mục đích thiết kế game thôi, giống như là thằng Quackwinbet như phim hài vậy đó, còn thằng Alien nó là phim tình cảm, kiểu hai thằng khác nhau, hai mục đích khác nhau. Nhưng mà tại vì người ta thường sẽ có xuống người ta lựa Quackwinbet hơn, là tại vì nó mực hơn. Thế thôi. Chơi nó không có bị lấn cấn nhiều và nó vui kiểu vậy. Nó entertaining hơn. Đúng rồi, nó vui hơn, mắc cười hơn. Nó có tạo cái vị trí nhiều hơn. Cái nhưng mà Nhân, em đồng tình với một cái ý kiến của Nhân, đó là nếu mà đã muốn một con back building ấy mà chơi mà vui ấy, thì không ai chọn cái con Olin mà ngồi hai chơi 2 tiếng 2 tiếng rưỡi đồng hồ với nó cả. Vậy đang bỏ ra khỏi top 50 đi nha. À đâu, không có 50 chứ. Nhiều cái quá hay mà. Để em lại nói đang nói xong chưa? À, xong rồi. Ok. Thế thì mình counter một xíu về cái ý mà về cái back building ấy. Thì cái ý này chắc là mình nói không rõ. Nhưng mà tại sao lại nói rằng là khi nhắc đến back building ấy, thì con Quackwinbet là nó typical hơn. À, mình không nói về cái interaction nhá, mình không nói về yếu tố entertainment.
mình chỉ nói là nó typical hơn thôi. Một điểm khác biệt rõ rệt nhất của back building với cả deck building ấy, đấy là trong back building ấy, không đảm bảo rằng là mình sẽ truy cập, mình sẽ lấy được tất cả những gì mình đã cho vào đấy. Trong deck building thì chắc chắn có nhé. Nếu bạn đã mua là, ví dụ như trong Dominion, nếu mình đã mua là Hinterlands thì kiểu gì cũng sẽ bốc được Hinterlands lên tay. Nhưng trong back building thì không chắc chắn là nếu đã mua hai con, ví dụ trong Orleans, nếu đã mua hai con Soldier có màu đỏ thì sẽ draw ra được hai con màu đỏ. Đấy là cái địa điểm rõ rệt nhất của back building. Thế thì Orleans với cả Quest là đều có yếu tố đấy. Hay là những trò khác như là Hyperborea, Clanks cũng thế. Rồi, thế tại sao lại nói là con Quest chỉ cái yếu tố nó đã đậm đặc hơn? Bởi vì trong Orleans ấy, trong một cái nỗ lực mà biến nó thành một cái Euro game hay vì một cái game push your luck vui vẻ vẻ, thì Stockhausen đưa ra các yếu tố để làm giảm thiểu cái tính may mắn ngẫu nhiên của nó qua cái việc giữ lại các con token, giữ lại các con chip ở trên cái board hoặc là trên cái engine mà người chơi đã sử dụng. Và đấy là cái lý do mà khiến cho con Orleans này về cái yếu tố back building nó không được smooth bằng cái con Quex. Bản thân là cái back building ấy, so với cả deck building, nó đã là một cái phiên bản deck building dạng như là all in, push your luck rồi, nó ras rồi, mua ném hết vào và mua đúng không, và rút ra và không chắc đã rút được cái mình cần. Đấy chính là một dạng may mắn push your luck rồi, mà swingy rồi. Thế thì cái con cái Stockhausen làm ấy, để giảm thiểu cái swingy đấy của nó ấy, thì lại làm cho nó trở nên là chả giống các deck back building nữa. Và vì thế nên nói rằng là nếu mà chọn một game back building để chơi thì không chơi Orleans là như thế. Chứ nó không hề liên quan đến cái yếu tố là nó less entertainment hay là nó draggy hay là whatever gì cả. Đó, cái point là như vậy. Ok. Ok. Cái đó thì đang đồng ý. Đó là nó không mạnh trong cái back building. Nhưng mà nó cho một... Đó thì là thấy... cái nhưng point một cái ý rất là thú vị, đó là cũng đúng, cũng đồng tình luôn, đó là cái việc mà để giảm thiểu cái sự ngẫu nhiên trong cái back building ấy, thì ông tác giả Stockhausen để cho người chơi cái cách mà họ filter những con chip của họ, họ đặt lại, họ giữ lại nó vào trong những cái vị trí cho những cái plan sau, thì cái đó đồng ý thật. Thì cái nhưng mà đang lại thích cái chuyện mà nó cho người chơi manipulate được cái back của mình. Nó giảm thiểu được cái độ ngẫu nhiên của mình. Nó giống như là cái back của mình nó không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Là ví dụ như trong này có 10 cái chip đi, có 2 con chip hiệp sĩ. Thì không phải là cái xác suất đó là 20% ở mỗi lần bốc. Mà tùy vào cái cách mà mình manipulate. Mình lấy 10, có tổng cộng là 10 con chip. Nhưng mà tùy vào cái cách mà cái vòng trước đó mình sử dụng nó ra sao, mình đặt nó trên cái market ra sao, vân vân, hoặc là mình đi thinner nó out ra sao, để làm sao mà mình hoàn toàn mình tính được cái xác suất cho cái vòng tiếp theo của mình, để coi mình dùng được những cái mình carry out, mình sẽ lên được những kế hoạch gì. Nên là nếu mà nó đúng là nó không smooth thật, so với quá trình đối nó không smooth, không có đơn thuần là quăng một nồi chip và xác suất bóc ra cái vòng chip này là bao nhiêu phần trăm, vân vân. Nhưng mà nó cho người chơi một cái cơ hội để họ manipulate, họ điều khiển được cái xác suất của họ trong cái lượt bốc tiếp theo. Cái này nó tạo ra một cái, có một cái thiết kế mà nó bổ sung cho cái này. Đó là chính là cái việc mà nó tạo, nó có một cái số lượng vòng nhất định và mỗi vòng nó có một cái event. Cái event đa phần là những cái event mà xấu, chẳng hạn như là flag, là mất lính này, hoặc là cái event trả thuế này vân vân, thì nó ép người chơi là người chơi bây giờ với cái event như thế này, nó vô tình nó tạo ra một cái biến khác, đó là những cái gì mà người chơi họ plan, những cái tính toán của họ từ lượt trước nó có thay đổi không khi mà những sự kiện này nó sẽ xảy ra. Và một cái nữa đó là cái con mon là một cái con wild token trong này. Cái con đói nó nhiều dĩ nhiên rồi, khi mà muốn làm cái action dĩ nhiên là luôn muốn bóc con mon ra nhiều nhất rồi.
Tại vì cái con đó là versatile, xài chỗ nào cũng được, giống như là Jack of all trades. Nhưng mà cái con đấy thì khi mà mình muốn bóc con đó ra nhiều nhất thì mình sẽ build cái bát chỉ toàn những cái con đó, chẳng hạn xác suất bóc ra con nó cao. Nhưng mà khi mà những cái event nó happen thì vô tình nếu mà bóc ra cái con đó nhiều quá thì nó như nó như đang nói hồi nãy là nó không có luôn trong game, luôn có những cái mà nó ngăn người chơi exploit, nó ngăn người chơi lợi dụng một cái hướng đi nào đó cụ thể. Ừ. Rồi, Nhất trí. Ok. nếu mà mọi người không còn cái ý kiến nào để phản bác Olin ấy, thì có một cái ý này. Cái bên Mỹ ấy, tụi Native American, tụi da đỏ ấy. Không phải là tụi Native American, tụi tiếng Việt dịch sao nhỉ? Nói chung là người bản, không phải là người bản xứ Mỹ, nhưng mà là Native American, là những người mà họ Ok. không biết dịch sao, nói chung là Native American đi. Rồi là tiếng American. Em da đỏ, em hay dịch là indigenous, nhưng mà quá quá đây không sao. Thì họ có một cái câu nói như thế này mà em thấy nó rất là tâm đắc cho audience luôn, đó là nếu mà anh đuổi theo hai con thỏ, anh sẽ mất cả hai. Thì cái trò audience, cái chiến thuật và cái chiến lược trong cái cách chơi, cái cách tiếp cận audience, nếu mà anh đi theo quá nhiều hướng, anh sẽ mất cả hai, anh sẽ mất hết tất cả. Tại vì trong audience anh phải đi theo một hướng để anh tìm thấy cái gì anh thích nhất. Nhưng mà cái những trong cái của game, tại vì trong cái audience ấy nó có quá nhiều cái sự lựa chọn xuất sắc, như nó tạo ra cái EP như mọi người nói hồi nãy ấy. Nhưng mà nếu mà đi theo một hướng thì nó lại luôn có những cái nó cản trở được cái sự lợi dụng của mình. Mà nếu mà anh đi theo nhiều hướng thì in the end anh lại không có được cái gì cả, tại vì nó không phải là point salad như step and fail. Nên cái này đối với em là một cái hay, nhưng mà những người như vậy em lại không thích cái điểm này của audience. Thì thật ra anh nói chung là anh thích Orion mà, tức là ngoài những cái chuyện anh nói ra thì tất cả thứ còn lại nó đều anh đều thích, nhưng mà tại vì cái chuyện mà nó làm anh không thích nó lớn quá thì anh không thể chịu được, chứ nếu chơi anh vẫn chơi được mà, vẫn thích chơi mà. Ok. Ok, kết thúc đi, qua phần nhân đi. Ok, qua phần Agricola nha, để em kết thúc đây.